Dạ vâng, em lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ bấy cò nhé. Thì nay tiếp tục hai anh em lại đi đánh cò trong cái tháng 3 âm lịch này. Thì thời tiết ở Bắc Giang hôm nay khá là đẹp anh em ạ. Thời tiết thì nó không có nắng, trời nó thời tiết nó âm u kiểu này thì dễ cò đàn ra rất là nhiều. Về Bắc Giang thì vài ngày trước cò cũng dừng rồi anh em ạ. Đấy, dừng được 2-3 hôm rồi. Nay thì cũng mong là cò ra để quay cho anh em những cái cảnh đẹp. Còn về trận địa đánh cò thì khu vực kia kìa. Đấy, cái con đầu tiên xuống thì anh ấy đang nhặt được một con rồi. Còn về bên đây thì trong túi cũng được một con từ lúc sáng sớm, lúc đấy cũng không kịp quay cho anh em bởi vì thời tiết nó âm u này, nó cũng tối anh em ạ. Còn về con cò diều đây. Cò diều thì ở khu vực đây anh em này. Đấy, bàn nhựa ở khu vực đây. Đấy, cách nhau nó chỉ hơn chục mét thôi. Còn về hướng cò đi thì nó sẽ đi rải rác từ cái hướng khu vực đây. Đấy, vòng máy quay đây. Đến đây thì mình đánh nó sẽ rơi xuống cái dưới chuông. Kia là cái con cò anh ấy đánh được kia anh em kìa. Đấy. Nói chung đánh cò mùa này thì cũng khá là khó bởi vì tuyển cò già đấy anh em ạ. Đánh được tỷ lệ ít lắm. Ngày nào nhiều thì đánh được tầm khoảng 2-3 chục thôi. 2 chục ấy. Còn chưa ngày nào quá được 2 chục. Còn nếu đợt giữa này nó xô ra thì cái tỷ lệ đánh thì nó sẽ được nhiều hơn. Đấy, khả năng cũng mong ngày được 3-4 chục. Còn thường thường thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 7-10 con thôi. 15 con. Bây giờ thì em sẽ tắt máy quay nhé, lát có cò ra thì quay cho anh em cùng xem. Đàn hôm nay không thấy mấy anh em ạ, tuyển thấy cò một thôi. Đây có con đang ra đây. Cứng rồi anh em. Giờ ra bắt cò anh em nhé. Mỗi con. Đây con cò vừa xong kìa anh em kìa. Nhảy đúng bờ bên kia. Bờ cái kia qua thì anh ấy dọn rất là sạch. Đấy, khi có cò đến thì nó sẽ sang bên đấy nó dính. Còn về bên đây cái bờ này thì nó to không phải dọn bởi vì mưa nó không tràn qua anh ạ. Đấy, bờ bên kia nó tràn nước qua kìa. Đấy, thì đánh ở bên đấy thì nó sẽ mạnh hơn. Đa số cò lật về bên đấy nhiều. Kìa được một con. Ngày hôm nay thì ở Bắc Giang cò đi rất là ít anh ạ. Chưa thấy đàn nào đông cả. Tuyển ra cò 1, cò 2 đây. Đánh từ sáng đã được mấy con rồi. Bây giờ thì lại tiếp tục lên chỗ ngồi nhé. Có thì lại quay cho anh em cùng xem. Ba con anh em này. Dậy quá. Đầu tiên xuống dậy quá. Rồi. Đây là vòng nốt lại lần này không được thì ra bắt cò anh ạ. Không làm gì được rồi. Giờ ra bắt cò anh em nhé. Đây con cò vừa lấy đây anh em này. Thì ngày hôm nay cũng được 6 hay 7 con rồi đấy. Cò hôm nay thì chỉ ra con một thôi, đánh nó không theo lắm anh em, đánh rất là khó. Không biết anh em ở tất cả khu vực hôm nay đánh cò thế nào, nhưng ở Bắc Giang đây thì cò không đi anh em, chỉ cò một, cò hai thôi. Đánh nó không được nhiều, được gần chục rồi. Bây giờ thì lại tiếp tục lên chỗ ngồi nhé, có cò thì lại quay cho anh em cùng xem. Đây cò ở Bắc Giang không đi anh em. Đấy thì đây là cái con cò diều này. Cái cò diều của anh em thì đã đổi lông hết chưa? Con này thì đổi lông xong gọi là 95% rồi. Bày tốt lắm rồi anh ạ. Đây, hàng đây. Đây. Con này có đực anh em. Còn về cái thành quả ngày hôm nay đây thì được có 7 con thôi. Đánh tuyển được cò 1 thôi, không có cò đàn đi. Mà cò hôm nay khôn lắm anh ạ. Đây là những cái con cò đánh được ấy. Bây giờ mang về đi bán đây. Hiện tại thì giá cò ở Bắc Giang đang là 40.000 đồng trên một con như thế này. Đây, cò mã anh em. Cò to khụ, tuyển những con to này lên mã hết đi. Đây là 5 con, một người đặt 5 con. Còn về đây trong bao thì còn 2 con nữa. Còn về que nhựa thì vẫn đánh một que lan cáp quang anh em. Vụ tháng 8 thì đánh que tre.
Vụ này đánh đan kép quang bởi vì cỏ nó khôn thì đánh que này nó nhỏ thì nó đỡ trợn. Khu vực bàn cỏ vẫn là khu vực trước mặt đây. Đấy, anh em nào xem cái video này thấy hay cùng cảnh đam mê thì anh em ấn đăng ký ủng hộ kênh nhé, để tiếp tục đón xem những cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.